Bitcoin. Hello mọi người, lại là Zeno đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì đồng hành cùng với mình đó chính là Noob Team. Chào mọi người đi mọi người. Hey, hello mọi người. Hello mọi người nha mọi người. Chào mọi người. Mọi người chào mọi người. Ok thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Minecraft. Nhưng hình như là như chỗ vườn không nhà cháu, mọi người thấy gì không? Khói không? À, lúc mấy ai tàng hình ấy? Thấy gì đâu? Đó, nông dân đấy, tất cả. Nhưng lại tàng hình kìa. Không, tất cả mốt, nhưng mà Zeno không biết là con rồng nó có tàng hình không nha. Em lên đi đi. Okay. Không biết nha. Thì biết đâu mà rồng mà tàng hình thì quang. Mong là nó không tàng hình mọi người ạ. Ok thì các bạn nhớ nhấn like cho mình để giúp mình có động lực làm những clip. Ôi, em win golem ơi. Này đi quất bừa cẩn thận nhá. Ngày hôm nay tàng hình con creeper ấy, nhất là creeper cơ, nó đến rình nó nổ mình một phát là đùa. Thì đâu rồi? Ôi ơi. Có mấy con cá dưới biển này, con cá dưới đây nó không bị tàng hình à? Con mực không tàng hình đấy. Không, đến gần gần đến đi xong ạ. Ăn miếng là nó bị tàng hình. Ơ Zeno ơi, ngày hôm nay chúng ta chơi người tái thính à? Người tái thính cũng có thể. Để chúng ta mắc tinh hay, hay là banh cần nhắm mắt luôn vào banh. Banh nhắm mắt vào. Nhắm mắt vào chơi luôn. Nhắm mắt chơi đi banh. Đúng rồi. Ok. Banh sẽ chơi bằng thính giác. Rồi. Nhanh anh đi kiếm con golem nào mọi người, xác định con golem chỗ nào nào. Ra đi. Em đánh nhau ta. Ok. À, đây. Từ. Đây. Chết mẹ rồi, nó ngay cái căn nhà mà hai cái nhà. À đây phải không? Sợ thế nhỉ? Nó gần cái chuông á. Đây. Ê, chết ông dân làng. Đây. Banh test đi banh. Đây, nó ăn bưởi theo banh như nào ấy. Đây, nó bên này, trước mặt banh. Không ấy. Đây đúng rồi. Ở đây rồi. Đây. Rồi, kéo vào đây. Đây. Banh chạy đi. Đánh đại đi. Đấy, đúng rồi. Ủa đấy nhờ. Trời, ây à. Trời, sao. Cây dân dư. Chạy. Khó. Đâu ta? Nó đâu? Không biết rồi, đâu rồi. Cái rổ á. Nó rổ. Đây rồi. Đây. Ây à, chạy rồi. Ừ, nó đang đuổi theo Zeno đấy. Rồi. Rồi. Nó lên trên chỗ này này. Rồi, có chuyện buồn rồi. Đây. Ừ, trời. Ôi giời ơi. Mày cuối cùng không ra chết. Chết rồi. Cho nên hồi xin sắt. Khó sự mọi người ạ. Nếu mà con rồng mà cũng như thế này thì thôi, chúng ta bỏ game thôi, chúng ta không có chơi bời gì nữa. Mong là con rồng nó không như này nhá mọi người. Rồi. À, mọi người lấy cái giường nhá. Nhớ lấy cái giường nhá. Okay. Mỗi người một giường, Tí nữa trời tối chúng ta đi ngủ thì nó được ít đồ đấy. Đó, khó thì cũng phải mơ có à? Ừ, mơ muốn mơ đồ gì nó sẽ có đồ đấy luôn. Ui. Ảo thật đấy. À, nhưng mà đời có như mơ yêu đâu. Đời nó không như mơ mình ạ. Không cả. Ê, chết dở, trời mưa rồi. Đi ngủ đi. Rồi mưa luôn. Ê, mưa này ngủ được không? À được. Ngủ được ngay. Mưa bão luôn. Này, trong này có giường này, Ông dân làng ngủ nhá. Em lấy giường. Các bạn có như một cái giường này, có ai không? Có ai cần không? Đây, Zeno ngủ rồi, Ngủ nhá. Này, cầu được ước thấy này, nhìn này. Nào, núp ước ra một củ giết kim cương. Em ước là em ta giết được rồng luôn. Wow. Ui, dìu sắc bén này. Ui, cánh, có cánh. Cánh cứng này. Ui, chưa sáng hả? Em ngủ chưa sáng hả? Ngủ chưa sáng này. Rồi, ngủ tiếp. Ôi, áo thật. Áo thật đấy. Đâu? À, bây giờ mình nằm lên giường xong mình rời khỏi giường là có đồ à, không cần phải ngủ. Trời ơi. Có đồ. Đây đúng rồi nè. Đây chưa? À, đúng rồi. Trời ơi. Ôi nhà. Ôi. Mới chơi chưa sáng. Trời ơi. Lang. Ngủ ngay cho trời sáng đã. Ok. Chị hát lang ngủ đen. Đây ngủ nè. Sáng chưa? Ủa sao sáng? Kỳ vậy? Oh what? Ui. Đây. Sáng rồi. Ui, nó phun bộ này à. Zeno, nhìn này.
Đấy, Zeno cũng có mà, cái này Zeno cũng có. Trời ơi. Ui, cũng xỉn lắm. Block kim cương. Nó nổ luôn. Nhanh thật sự. Wow. Vì sao được hai cái cung liền? Ui. Đấy, Zeno có rồi. Vô hạn. Em có rồi, siêu cấp siêu mạnh người hẳn hoi. Cho Zeno có mũi tên không? Bắn anh Zeno có mũi tên không? Ui. Tên này. Trời ơi. Mới đầu mình cứ tưởng khó cơ nhưng mà hóa ra thành dễ mọi người ạ. Này tên này Zeno ơi. Mưa gái ngủ luôn. May quá, từ nhân trời mưa. Ok. Đâu. Một tên là đủ. Thôi là có trời mưa. Ok. Chứ không có trời nắng rồi. Tào lao. Hey. Ui. Đây. Xịn thế nhở. Cái cung của tôi đâu rồi? Nó bắn phát chết Vixel luôn kìa. À, cái cung rồi. Khang. Ê, bậy. Trả cung đây. Ây dạ. Ủa? Sao lúa đó chơi rồi ta? Trả cung của Vixel nhanh lên. Ê, Vanh không có đồ, đừng bắn Vanh. Ơi, bắn Vixel kìa, Vixel không có đồ. Làm hả? Ây dạ. Làm hả? Ủa, chúng ta đánh nhau mà mọi người. Ui. Chúng ta đánh nhau mà. À ừ nha, đi đánh rồng mà không phải đánh nhau đâu. Đi. Ok, đi. Mà cung của Vixel đâu, ai cầm rồi? Ai biết trời. Đồ của mình đi hỏi người ta sao mà người ta biết được. Đi. Ta bị bắn đi lại còn. Đi đào gì ta? Đào hắc địa thạch đi xuống địa ngục luôn đi. Ui. Ngủ cái ngon ngay. Trời ơi. Cái hàng đi. Này núp có kim cương à, ai chế đồ kim cương? Ủa, gì đào hắc địa thạch lên đi. H3 nãy ngủ được hắc địa thạch luôn rồi nè. Wow. Ok. Really? Đặt luôn. Really đi cơ. Được 32 khối luôn. Thế nhờ. À đi tìm đá lửa đi. Có ai cần chế khiên không? Có à. À mà chế hết luôn chắc đi. Chắc gì đã cần. Tại vì con Creeper nổ nó chưa chắc đã chết được mọi người ạ. Ê, ai có học quẹt không? Đây có sỏi nè. Đâu đi. Đi Zeno này. Đâu, phải Zeno đâu. Anh nhờ. Đâu xem dân thẩm ở Zeno mới khang tên nào đó trước nhá. Như là em rồi Zeno à. Em yên phẩm hơn gì nữa. Thế thôi, đừng. Ê, leo. Em lấm lâu. Zeno ra chưa? Lên hoàn bán. Wow, xịn thế nhở. Zeno ra nhanh thế nhở. Ok. Đây. Ui. Này, tức không cơ chứ. Trời ơi. Ơ kìa, lừa hả? Lừa đảo thật đấy. Đó, đồ nè giờ nè. Mình... Ơi. Ba ngày vừa lấy nhặt được ba ấy nè. Thôi khỏi cái đồ đập đã. Cần may thế không cần kinh nghiệm. Wow, bộ đồ Netherite luôn. Ok. Quải thanh niên nào có Netherite cho núp xin mấy viên nào? Này. Đây. Tạo là thanh niên được nhiều đấy. Hết rồi. Rồi, đi. Chúng ta đi xuống địa ngục đi mọi người. Quả bắn luôn. Có phải nhanh thế nhỉ? Biết con rồng dễ thật sự mọi người. Nó đã giết được nó đâu mà dễ. Giờ quay giết con chờ không đi. Còn chưa biết là nó có sao ta? Quay. Nó có tàng hình không đó. Bên đây ngủ được đồ không nhỉ? Mang sang địa ngục ngủ. Con xin ít đấy coi. What? Rồi, nó ôi, tàng hình rồi. Kiếm biết bay nè. Ui, ai ngủ đấy? Ai ngủ đâu? Ai? Thôi, đi. Chúng ta đi tìm có cái cổng địa ngục đi. Không có lành nhằng nhằng nữa. Ui, con này mặc bộ giáp kìa. Tàng hình kìa. Mày. Rồi, xong. Rồi, thanh niên nút, thanh niên nút rồi. Để mình xem kịch này. Tấn công. Anh em phải công. Nó chết hết rồi anh em. Tấn công. À thôi đừng bắn nữa. Tấn công. Khổ quá rồi, nó núp đừng bắn nữa. Cho Zeno xin pháo hoa đi. Pháo bông. Pháo hoa có đâu? Ủa? Thế nhiên vừa bay bằng cái gì? Đây. Ngay từ trên cao mà. Phải có. Tên đi nào bắn cái gì mà tôi lum vậy? 59 rồi. Okay. Xin núp phải. Nhìn tấu hài thật sự. Đi. Ui, đi tìm mắt Ender đây. À có quỷ lửa chứ. Pixel có ngọc Ender rồi nhá. À. 8 viên rồi. Ủa, 8 viên chắc không đủ đâu. Ui, bay vào ngọc cụt rồi. Wow. Ê, mọi người đến rồi mọi người. Đâu? Đến rồi nhưng mà có thấy lồng đâu. Ờ ha. Nên đi tìm lồng. Dạ. Rồi, còn có. Nhây, thấy em rồi. À. Ui. Bắn. Trời ơi, người ta không có enchant. Ây, ui. Bay nó bị lag kìa. Trời ơi. À, đây rồi. Ai à, còn một máu. Ây à, chết dở. Ui, mình có kháng lửa hay sao ấy? Ăn rồi. Vanh. Đây, trước mặt đừng có bắn Vanh, còn một máu rồi. À, đây rồi.
Mẹ ui. Mà thấy nó cái không này có. Cái mà. Mọi người đánh đi. Không một kiếm nhặt đây. Để em đập cái lồng spawn cho. Chỗ nào nhỉ? Còn không? Đập nó còn kêu rồi. Đập đại đi ai biết gì đâu. Đập đi. Bắn đại đi. Ai được bắn. Ôi, cầm cái kiếm nhặt mà đánh nó nhanh mấy thiên viên này. Con này nó tàng hình có chứ. Nó tàng hình ảo. Ừ nhờ. Thế thôi mình chém loạn đi. Ấy, rồi đi luôn. Con nữa kìa. Đâu đây trong. Chết rồi. Ê, đâu bắn. Con thanh niên nào đứng đây bắn rồi. Bắn. Ơi, 23 mà. Thằng đi nấp á. Này, thì ra là nãy giờ nó tàng hình đứng cứ tưởng là đúng rồi. Ấy, đừng bắn. Ồ, hết tàng hình rồi kìa. Ok. Kiếm nhặt được bao nhiêu rồi? Này, nó được một cái. Ui, 90 cái không? Ui, chưa đủ luôn rồi, trời đủ ơi. Đủ rồi. Em còn cái nè. Em còn cái. Chúng ta lên nằm mơ kêu gọi đồ tiếp đi. Nè, đây. Nằm ở cái giường ở đây luôn, xong qua bển liền. Đâu, nằm đặt xuống. Đâu. Đặt ra. Này, vô ngủ nè, chuẩn bị nè. Ơ, mất tiêu cái giường rồi. Quá. Đây, về đây. Rồi. Thanh niên pizza. Tới bếp rồi đây rồi. Trời ơi, em vừa mới ngủ xong, ơi có giường này ngủ luôn đi. Nãy có sương rồi. Đâu đâu tự tin như này. Đâu rồi, giường Thiên Hồ vừa vừa ngủ dưới địa ngục mất rồi. Giường Thiên Hồ vừa được ngủ dưới địa ngục mất tiêu lên cái giường rồi. Mất giường rồi. Trời, đi tìm mấy cái giường đã. Đây rồi. Còn mà. Sao vậy? What? Vừa thấy ngủ được xong. Đây. Mình chưa ngủ sao trời đã sáng rồi. What? Mưa nữa nè. Trong đây có giường của ai đang ngủ luôn. Ok, đây là Zeno đi ngủ này. Hey. Em ngủ rồi đó. Là cho ta cái gì được nhỉ? Ta... giáp. Cho ta... giáp. Đô la. Đô la Mỹ. Đô la Mỹ à Mỹ. Không cần đâu. Wow, chúng ta chỉ cần nằm lên giường spam là... đi, chúng ta spam đi. Nằm lên giường là được đồ à? Rồi. Ui, được cái giáp luôn này à? Ngủ áo cầu được thấy kìa. Áo thật đấy. Hey. Ok. Thôi hai anh em mình làm chung trời. Còn ơi. Ui được cái xẻng này à? Làm chung. Làm chung thế này. Quân làm chung luôn. Làm cái gì? Nằm chung luôn à? Ui. Trời ơi. Làm chung luôn. Hỏng. Ui nút được cái kiếm nhặt rồi nhá. Cứ ngồi dậy xong ngủ dậy rồi xong ngủ. Cứ nằm xuống. Ui cái gì đây? Nằm đi Michel để Vanh nằm. Ui nút được 3 commander luôn rồi. Cái này ngon hơn. Được. Làm cái gương hát ba ơi. Mình sẽ nằm. Ui cung nữa này à. Nhưng mà Zeno chưa được cái gì ta? Chưa được cái ngọc Ender nào? Từ để Zeno được cái ngọc Ender. Được 6 ngọc Ender rồi. Vẫn bớt mấy cái này đi à. Đây em có 9 cái này. Ok. Ngọc Ui, Ender. Diều sắc à, cúp sắc bén à. What? Gì đây? Toàn đồ sắc bén. Ok. Vứt. Ô banh có mấy cái vật cổ trường sinh luôn. Được. Để Zeno đi nằm mơ đã. Wow. Coi ngủ thật đi mọi người. Ngon. Được. Cái kiếm này ngon này. Thôi đồ VIP hơn xíu nữa đây rồi. Trời ơi, người ta đang chưa có đồ VIP, nó kêu ngủ luôn. Ôi, đang... đang mơ. Trong mơ đang giàu. Thôi. Người ta đang mơ, trời. Dí dậy mất hết luôn. Mua hay được 32 hắc thiệt thạch. Rồi, ai có cái quần không? Xin cái quần đi. Thôi, người ta có cái quần cũng xin. Gì đây? Bắn nhanh thật sự. Thôi, đi ngủ nha, là đây đi ngủ thật đi. Để cho trời sáng này trời ơi. Ngủ này, cả ốm đây. Ngủ thật đi. Ngủ thật đi. Ngủ thật đi. Thật nha, ngủ thật nha. Ngủ còn thừa lắm mất cả. Hết đồ nha. Ngủ ngon. Ngủ ai nổi đây. Trời ơi. Zeno. Là con đấy sao ấy. Con creeper. Trời ơi. Sao con đấy nó không tập hình. Ba ngủ được mà. Đang ngủ đây. Xin cái giường, xin cái... đây. Thấy cái giường rồi. Không ai giật được đây. Ôi ôi, creeper kìa. Rồi ngủ. Ê, trả cái giường. Ê, ông kia. Thôi rồi. Ông này đi nha. Ngủ nha. Cứ ngủ ở đó. Ê, mất giường rồi. Zeno lấy giường của mình đi lấy. Hay lắm. Đi ngủ đây. Đây, đi ngủ. Lại cái giường này đã. Uầy. Đi. Ở đây chúng ta đi xuống con rồng xem con... Wow, bọn này nó hết tăng hình rồi kìa. Wow. Uầy. Này Vanh để ý vừa lấy Zeno ăn quả táo vàng và phát là tàng hình luôn. Ừ, chúng ta ăn rồi nó sẽ tàng hình hết một lũ xung quanh mà. Rồi, Vanh vừa ăn xong. Xin cái quần khang. Sao khang cứ lấy quần của H3 làm gì? Ây. Ui trời, mũi đốt. Rồi, thôi. Nào, mang đây, cho Zeno. Zeno, có đồ gõ không?
ở đây đâu. Mắt Ender gì? Ngọc Ender gì? Ngọc đâu mang đây. Đây có 8 cái, 6 cái. Đây 9 cái nữa đây. À luôn mấy thanh niên này. Đây. Cứ thích mặc quần của nhau nhỉ? Ai thích mặc quần của nhau nhỉ? Ai nói? Rồi, có quay cửa lửa nữa, thiếu quay cửa lửa. Quay cầm. Đây có 2 cái này. Ở đâu đứng này vậy? Mắt Ender này. Vứt bớt mấy đồ này đi, mình có nhiều quá rồi, toàn đồ xịn luôn á. Không có đồ nào, đồ đều luôn, toàn là đồ xịn. Ok, rồi. Nào. Ủa, xin. Xin gì nhở, quét cửa lửa, có không? Chắc 10... À mà chắc không cần nữa đâu ta. Bởi vì là... Đây, kim cương này. 10 que, mỗi que được 3 cái lửa mà. 2, trời ơi, đây là được, đây nó có 10 nát rồi. Đây nó có 10 nát rồi. Nó có 10 nát rồi rồi. Đi. Bay nhá, mọi người bay theo một hướng nhá. Ok. Ơ, nó đi đâu? À đây, hướng này. Ok, let's go, bay. À, trời ơi. Cái gì vậy ba? Mất đống pháo hoa. Ok. Nhìn nó bắn pháo hoa. Ui, đi rồi. Let's go. Thiếu mắt rồi. Thiếu gậy quay quỷ lửa rồi. Trời ơi. Mắt này. Không, quay quỷ lửa cơ. Quay quỷ lửa. Ai có không kìa. Móc mắt ra này. Có này. Ui cái gì anh ấy nói gì. Này quay quỷ lửa này. Đâu. Trời ơi vừa bị gì. Bay màu. Rồi. Câu chuyện buồn của Văn. Ê. Rồi. Đến đâu. Tự nhiên này hết thích bắn cung rồi giờ bắn bá hoa. Đi đâu. 1, 2, 3, 4. Nào thôi. Let's go mọi người. Đi thôi. Uầy, bọn này chưa tăng hình, mọi người phải ăn đi nó mới tăng hình. Ăn gì vậy? ăn vào nó sẽ tăng hình đấy. Ăn táo vàng và tí tăng hình, không thấy đâu. Có thấy mắt chưa? Uầy, mày thấy mắt kìa. Ủa, ghê lắm à. Uầy, ghê lắm. Creepy quá. Uầy, nhưng mà con rồng có thấy không? Có thấy rồng không? Rồng ở đây. Rồng có thấy. Thấy rồng này. Nhờ, bắn ghê dữ vậy. Em đấy. Chưa? Uầy, cung Marty hả? Ây da. Ngon không? À, hết rồi. Có một cái. Cái trong cái lồng. Trên uầy, vừa bay vừa bắn. Ngon. Rồi, có một cái. Mọi người... Cái lồng nữa kìa. Mọi người sửa lấy đi. Mày ai chém em vậy? Sorry, nó chém nhầm đấy. Bọn nó tàng hình rồi, thử nhìn cho mắt. Tàng hình à? Không. Ôi, xin. Rồi, bay. Chém mọi người. Vừa bay vừa bắn. Ui, nhìn cái mũi tên bắn kìa. Mưa. Có ba tia mà ta, đúng không? Có ba tia đúng không? Rồng này. Khổ con rồng thật sự. Ua. Nó lại bắn Diêm Vương đây. Rồng tới đây. Ồ, bắn rồng đấy. Trời, nó bị kẹt luôn. Ui, con rồng này kiểu mưa tên luôn ấy. Đội nhập con rồng. Đi luôn rồi. Đi luôn. Này, quay con giường. Ui, nhanh chưa? Quay con giường, đi ngủ đây. Đây. Ây à. Gì, ngủ đây sao được? Ây à, bọn Enderman. Cho Zeno, Spano hit này, Zeno này. À. Ngủ chưa được? Trời ơi, chắc chắn là không ngủ được rồi. Ây. Ui, ngủ được rồi. Ui, không chết nổi luôn mọi người. Ok các bạn ơi, thì clip của mình ngày hôm nay đến đây thôi. Và nếu các bạn thích clip này, hãy để lại cho mình một like và ấn đăng ký kênh của mình, cũng như kênh của tất cả thành viên trong group team nha. Còn bây giờ thì bye bye.